Em Hoàng An xin gửi lời chào buổi sáng đến tất cả chị Hoàng thân yêu. Hôm nay thứ tư, ngày 17 tháng 11 năm 2021 anh chị nhá. Và em An thì cũng lại đang trên đường từ nhà ra cửa hàng đây. Thời tiết ngày hôm nay cũng đã nắng rồi, giờ cũng đang là 8 giờ rồi. Sáng ra thì cũng lu bu công việc gia đình con nhỏ nên là em An cũng ra cửa hàng hơi muộn. Thì em An lại tiếp tục ngồi trong một mẫu xe mới nhất vừa cập bến siêu thị ô tô Bình Dương vào lúc chiều tối ngày hôm qua. Một chiếc xe phân khúc C của Kia 2018, nhưng mà chủ xe mới chạy có 28.000 anh chị ạ. 28.757 km, lại một chiếc xe rất là đẹp, rất mới, cực kỳ là cứng cáp, liền lạc mọi chi tiết và chắc chắn rồi. Em An không bán xe lỗi, vì vậy mà cái đó là auto tự nhiên này em An cũng sẽ không nhắc đến quá nhiều. Nhưng mà đây là một chiếc xe đẹp, bởi vì sao em An nói chiếc xe đẹp? Chiếc xe này là cái người chủ á, thì em An lại là người biết, tại vì chủ cũ này lại là người Anh, người Anh cùng quê với em An, cùng quê với em An thì anh ấy có qua đây anh ấy đổi CRV, anh ấy bán lại chiếc xe này cho em An. Thì đây là một chiếc xe Cerato 2018 máy 1.6 bản full option anh chị nhá. Full option thì anh chị có thể thấy nó sẽ có cửa sổ trời, ghế điện hay là đầy đủ những cái tính năng an toàn đầy đủ hết. Đây, một chiếc xe mà cái cục cần số anh chị có thể thấy là cái ni lông á, cái ni lông nó vẫn còn luôn này, màu đen. Nên là anh chị nào hợp mệnh màu đen này thì rất là ok này. Đây, nội thất màu đen kết hợp màu kem, ghế da cao cấp này. Bộ ghế da nó còn rất là mới, đặc biệt là cái ghế tài á, chưa hề bị giảm hay là nhăn nheo gì cả. Chiếc xe đi có 28.000 chuẩn, vỏ theo xe. Tất cả vỏ theo xe. Gương kính chống chống chói này. Tích hợp cam lùi luôn. Đây những cái chi tiết này, nút cửa này, hai cửa auto này, gương kính chỉ điện, gương cụp này, nhớ ghế hai vị trí này, rất nhiều option. Thì em An này sẽ tiếp tục chạy ra một cái khu quay quen thuộc em An để review cho anh chị nhé, trên đường đi nào. Và em này thì khóa thông minh đầy đủ hết anh chị nhé. Đó, ngày hôm qua thì cũng rất là may mắn, em An trên đường chạy chiếc Xpander tự động á, chạy 16.000 á, 2019 thì cũng review cái lúc nó rất là dơ, xe rất là dơ, xe này cũng vậy, chưa có giờ dọn làm đẹp gì cả. Nên là cũng đầu chiều hôm qua thì anh trai Cần Thơ cũng đã chốt rồi. Đấy, một chiếc xe đi có 16.000 thì còn gì đâu để bàn đúng không? Còn đây là một chiếc xe đi 28.000 thì cũng vậy thôi, nó cũng mới tinh cả. Xe đi quanh quanh trong khu vực Bình Dương này thôi anh này, biển này biển Bình Dương anh chị nhé. Rồi anh chị cùng chờ em An sẽ review mẫu xe này. Giờ thì em An sẽ xuống review mẫu xe này. Rất là nhanh thôi, tại vì xe chưa rửa dọn nên là nó cũng khá là dơ. Nhưng đây là một chiếc xe chất lượng anh chị nhé, nên là anh chị nào quan tâm thì chốt ngay em An. Còn chuyện spa làm đẹp thì nó rất là đơn giản. Ok, anh chị ơi, em An vừa ra khỏi xe và em An sẽ review chi tiết mẫu xe này cho anh chị nhé. Một chiếc xe chưa làm gì cả. Và đây là cái ghế tải mà em An muốn nhắc đến đầu tiên. Cái ghế này đây là dơ chị nhé, dơ, nhưng mà rất là dễ thôi. Em An sẽ cho anh em vệ sinh lau đi là sạch, tại vì nó chưa bị dạn này, chưa bị rách này, chưa bị lứt. Bình thường ra ghế xe ô tô mà ngồi nhiều quá là anh chị thấy nó sẽ dạn luôn. Cái ghế này là màu kem nguyên bản, vì vậy mà nó rất là dễ bắt dơ. Đặc biệt là nhiều lúc là chủ xe lại làm cái gì đó ha. Thì đây, ghế chỉnh điện 10 hướng này. Các bậc lên xuống này, Opilock này. Anh chị có thể thấy những cái chi tiết mủ này chưa chảy xước gì cả. Đây, một cái tắp đi cửa phía bên người lái này. Mọi chi tiết nó hoàn hảo tuyệt đối luôn. Nhớ ghế hai vị trí, tay cửa này. Lại chrome. Ở đây thì có gương cục điện đầy đủ này. Rất là mới. Những cái chi tiết là nguyên bản, bao chuẩn chỉ đồng hồ cho chị nhé. Xe thì chưa có chảy xước gì cả. Mà em này những cái chi tiết keo chỉ này em An cũng bao zin cho chị, là không mất phân keo phân chỉ nào. Bao zin tuyệt đối về keo chỉ nhé. Rồi những cái chi tiết ốc này anh chị thấy không? Những cái chi tiết ốc trong đây là chưa tháo mở ha. Chưa tháo mở nhé. Đấy, chưa tháo mở. Xe này thì anh ấy có đi đánh bóng nên là thành ra là nó sẽ còn những cái bột bát. Tại có trước là cái người đánh bóng người ta không có vệ sinh kỹ. Vô lăng ba chấu bọc da này, tích hợp đầy đủ chức năng âm lượng này, cruise control này. Đấy, cánh tay cuộc gọi rồi lấy số vô lăng. Lấy số vô lăng. Lấy số vô lăng này anh chị nhá. Đèn pha auto này, đèn pha auto này. Hệ thống giải trí thì có một cái màn hình DVD theo xe. Có chỉ đường cho anh chị luôn. Có chỉ đường này. Phần mềm của Trường Hải Auto, điều hòa hai vùng độc lập. Có chức năng lọc không khí cho anh chị. Rất là ok. Và thêm một cái rất là hay,
nó chính là sạc không dây. Đây, sạc không dây. Nhà man bỏ một chiếc iPhone này vào man vô đây đúng không ạ? À, rất là hay nhá, sạc luôn này. Đó, sạc không dây. Các cổng cắm AUX, USB đầy đủ hết này. Cục cần số đây, nó mới tinh luôn. Đó. Và những cái tay nắm thắng này. Đó, nó còn rất là mới. Đó. Xe rất là đẹp anh chị ạ. Hai túi khí an toàn. Rồi. Đây. Trên này thì là cái cửa sổ trời chị nhá, cửa sổ trời rồi những cái trần lỉ này. Anh chị có thấy là những cái lỉ này nó còn rất là zin này. Sạch sẽ nó, cái trần lỉ này rất là mới nhá, sạch lắm. Đó. Xe chủ cũ đi rất là kỹ luôn. Đó. Còn cái ghế thì rất là dễ thôi. Đây là cái phần mà ngồi nhiều nhất nó dơ, còn ở phần đây thì nó lại sạch ha. Đó. Một cái hộp bệ tì tay này. Đó. Đầy đủ hết cho chị. Rồi. Và đây những cái bản lề này thì nguyên bản tuyệt đối. Chưa tháo mở bất cứ chi tiết đâu cả. Đó, năm sản xuất 2018 anh chị thấy không? Sản xuất tại Việt Nam này. Đó. Ok. Rồi. Đây. Đây là bên ngoài của một chiếc xe Cerato 2018 bản full màu đen anh chị nhé. Kiểu dáng khá là đẹp. Em này thì đang trang bị về mưa, phim cách nhiệt, chén cửa rồi. Tay cửa mạ chrome sẵn và có những cái lẹp khung cửa sổ là lẹp mạ chrome luôn. Đây em sẽ giới thiệu phần khoang động cơ trước nhá. Đây. Những cái ni lông này vẫn còn nguyên này anh chị này. Theo thời gian vẫn còn nguyên này. Đó, ni lông còn nguyên. Các khung xương này chưa cấn đụng, chưa đụng chạm bất cứ chi tiết ốc nào cả. Nguyên bản cho anh chị luôn. Đó, cả những cái chi tiết ốc đơn giản nhất, chưa động chạm gì. Rồi. Đó, tất cả luôn anh chị nhá. Đó, bao tuyệt đối. Còn máy đây. Máy tuy rất là bụi và dơ nhưng thực sự rất mới. Đây, những cái chi tiết này còn nguyên bản chưa tháo ra nhé. Đó. Mới tinh luôn. Đây. Các nguyên bản hết. Đây là bột bát anh chị nhé. Bột bát này. Cái đây là sơn zin nhé. Chưa là sơn lại này. Đây là bột bát. Bột bát khi đánh bóng á, nó bay vào đây thì người ta vệ sinh không kỹ thôi. Các chi tiết ốc này chưa tháo mỏ này. Đó. Rồi ốc cabo này. Ốc cabo này cho chị coi này. Đó, tình trạng của một chiếc xe cũ nó thế nào đúng không ạ? Vấn đề dọn dẹp rồi dọn dễ lắm. Đây đây nhá, chân máy này anh chị thấy không? Đây là ốc chân máy này, chưa ra này. Đó, ốc mặt máy chưa ra. Rồi cái cục keo zin ấy, keo zin ấy, anh chị thấy không? Cái cục keo zin nó vẫn còn nguyên này. Đó. Rồi cái ốc tăng đưa dây cu loa cũng còn nguyên luôn. Đó, máy mới tinh. Cực kỳ đẹp. 2018 luôn. Và chiếc xe này thì bên em để cho chị giá 505 triệu nhá, nguyên bản hết đây chị, chưa tháo mở bất cứ chi tiết ốc nào cả. Đây là cái bột bát thôi. Rồi, ở bản này thì được trang bị 8 mắt cảm biến xe trước sau này. Đấy, cụm đèn pha dạng thấu kính công nghệ projector cho chị, dưới là đèn gầm sương mù. Và mặt ga lăng này thì mạ chrome hình mũi hổ chị nhá, mạ chrome hình mũi hổ. Biển Bình Dương rồi, 61A, một chủ từ đầu. À, một chủ từ đầu anh chị có thể ký ủy quyền chiếc xe này được luôn. Tại vì anh chị đang ký để đó cho em ăn thôi, em ăn cũng chưa ủy quyền gì cả. Thế là anh chị có thể ủy quyền ngay tập đầu cho em ăn. À, 2018 anh chị nhá. Đấy. Tất cả là vỏ theo xe, mâm R17, 4 tháng đi ABS, mâm phay này. À, 505 triệu cho mẫu xe này. Đây, đết vỏ này, tuần thứ 11 này. Đấy, 11, 2018 mâm phay nhá. Anh chị có thể những cái chi tiết đầu ốc mà còn mới tinh luôn. Đó. Các góc cảng này, hít ha. Đấy, đây là xe thực trạng nhất của một chiếc xe cũ. Đó. Xe thì anh chị biết rồi. Xe này gốc Bình Dương luôn, một chủ đầu. Đó. Này rửa lên thì mới tinh mà. Đó. Tại vì xe này mới đi nó dơ quá, mưa mà. Xi nhan tích hợp ở gương chiếu hậu nhé, có gương cụp điện này. Đó, đầy đủ cho chị luôn. Ok đẹp. Khám phí em này còn đến tháng 8 2022. Phí đường bộ cũng vậy, 8/2022. Đó. Màu đen nhé, xe này cực kỳ đẹp. Đó. 4 vỏ theo xe, 5 vỏ luôn, sơ cua vẫn còn. Đây, tất cả vỏ theo xe nhé. Đó. Mới tinh luôn. Đây, tuần thứ 12 2018 này. Cái tuần có thể khác nhưng cái date này, date chuẩn này. Mâm này là gần như là chưa hề vết chày đâu cả, mâm phay R17. 4 tháng đĩa, là những cái tháng cắp đĩa bên trong mới tinh nhỉ. Đó. Góc cảng sau hít ha. Ok, cho anh chị tham quan thật luôn. Đó. Tất cả những cái chi tiết keo chỉ là bao tuyệt đối cho anh chị luôn. Mất keo chỉ một phân nào hết đó. Đó. Các bản lề này, các ốc này, các lách cửa là nguyên bản.
ghế da đây, ghế da đây, phía trước người ngồi đây, cũng còn mới tinh như này. Ở đây thì chủ xe dán vào thôi, nó tạo cái giống phản quang thôi, không có gì cả. Đây cho anh chị xem hết tất cả những cái lách cửa nhé. Đấy, mới tinh luôn, chưa động chạm bất cứ một con ốc nào. Chuẩn chỉ cho anh chị. Mới tinh. Tất cả những cái keo chỉ này em bao có zin cho anh chị nào, chưa mất một phần keo phần chỉ nào. Đây là keo chỉ zin hết nha anh chị, keo chỉ zin. Những cái đường lườn này thì anh chị có thể thấy là nó hơi dơ nên là rất là khó, nhưng mà quan trọng là những cái đường lườn này chưa cân đúc này. Đấy, anh chị có thấy gầm này, gầm là nơi thực trạng nhất, chưa mục mọt mối mọt gì cả. Đấy, rửa lên thì nó mới tinh anh chị nhá. Xe này mà anh chị muốn xem video lúc mà rửa dọn xong thì chắc tầm khoảng 2-3 ngày em sẽ làm. Tại vì thời điểm này bên em đang tập trung rửa dọn xe cho khách hàng đã bán rồi, thành ra là cái lượng xe mới về thì rất là nhiều. Ngày hôm qua em ăn cập nhật đến cả gần chục chiếc xe. Anh chị biết là cái lượng xe bên em về hàng ngày rất là nhiều luôn. Đấy, các tabi này mới tinh luôn. Đó. Thì thực sự ra thì cái vấn đề là một cái chiếc xe đi ít hay đi nhiều mình nhìn vào cái nội thất hay là những cái chi tiết bên ngoài là mình biết được luôn. Đó. Còn vấn đề xì ba hay làm đẹp nó rất là dễ dàng. Đó. Anh chị thấy không? Mới lắm ạ. Đó. Ghế da cao cấp theo xe nhé. Hàng ghế sau của Cerato ngồi cực kỳ là thoải mái, rộng rãi. Đó. Hai cái đèn trần nhá. Ở đây thì có một cái hốc gió điều hòa ghế sau đây. Đó, có phủ táp lô rồi, hôm qua coi để đằng sau luôn. Đó. Ghế da mới tinh luôn. Đây chị thấy không? Những cái tựa gối này, tựa đầu này. Đấy. Đó, thấy không ạ? Đẹp không ạ? Đấy. Mới tinh luôn. Đó. Mức tiêu nhiên liệu của một em Cerato nó chỉ dao động đâu đó từ 7-8 lít thôi. Đó, hộp đậy tí tay này, hộc chứa nước này. À, quá ổn đúng không ạ? Cho một em phân khúc C 505 triệu chứ. Đóng cửa cực kỳ là chắc. Phần đuôi sau là thiết kế cụm đèn hậu sau giải LED 3D cho anh chị luôn. LED 3D cốp điện nhé, 4 mắt cảm biến sau. Ống bô kép này, hai đèn phản quang. Sau này nó có một số vết chày này thôi mà không đáng kể, rất là dễ. Đây cho anh chị xem gặp nhé. Đấy, ống bô đây, ống xả đây, mới tinh luôn, cực kỳ đẹp anh chị, em khẳng định luôn em này rất là đẹp. Có một cái đèn bao thắng ở sau đây nhá. Ở trên có một anten. Cái đó là anten rô thôi. Độ thôi đâu. Đây, khoang hành lý đây. Khoang hành lý này thì siêu rộng rồi. Siêu rộng rồi. Cái hàng ghế thứ hai này chị có thể tùy chỉnh, anh chị gập vào nếu mà chị chứa một cái đồ gì đó dài. Một cái lót cốp đây, mừng mủ đây. Ở dưới này còn cái lỉ lót lỉ zin sạch mới tinh luôn. Đấy, vỏ sơ cua theo xe. Vỏ này thì đã lướt rồi anh chị nhé, có thể bị lủng vỏ đâu. Đấy, đằng sau những cái chi tiết hầm bánh là không bị đụng vào nó. Đó. Nó đình bấm zin tuyệt đối luôn. Ok. Đó. Đình bấm hai bên này, chuẩn chỉ luôn từng chi tiết. Các ốc cốp sau này, đấy, keo này. Đó. Chưa bị mất một phân keo nào, cái đấy em bao tuyệt đối luôn. Đó. 2018 anh chị nhé, bản full một chủ từ đầu. Anh chị có thể ký ủy quyền bình thường, biển Bình Dương một chủ thôi. Biển này cũng được anh chị đúng không ạ? 8 nút. Ok. Đây, bên đây là phần thùng mình bên đây. Rất là thẳng nhá, xe chưa có làm gì cả. Nguyên bản tuyệt đối luôn. Bầm phay R17 siêu mới, vỏ theo xe này. Tuần thứ 12 2018. Tuần 12 2018 vỏ này thì còn quá ok. Bầm phay rất là mới, những cái đầu ốc, chi tiết đầu ốc còn vẫn còn những cái dấu chấm sơn. Đấy, các góc cảng siêu khít luôn đúng không ạ? Bên đây những cái lắc keo zin này, lắc keo zin của xe vẫn còn hết này anh chị này. Đó. Đây lườn này hình như là đúng anh chị nhìn thấy không? Chưa hề bị móp méo, chưa bị cong vênh, nghĩa là nhiều cái xe nào lên lườn là bị cấn vào những cái lề thì hé, nhưng xe này nguyên bản luôn. Đây, cái sau đây. Quay nhanh thôi nhưng mà em ăn quay khá là chi tiết. Thì ra là rất muốn là truyền tải những cái hình ảnh chuẩn nhất về chiếc xe lên, là quay nó sẽ phải mất mười mấy phút đó. Những cái chi tiết đầu óc anh chị thấy không, là những cái dấu chấm sơn này và chưa tháo này, những cái cạnh còn nguyên này. Đây, các tạp bì mới tinh hết. Và chi tiết là hoàn hảo trong chiếc xe cũ đúng không ạ? Ok. Rất là đẹp rồi. Rồi
anh chị ơi, em An vừa gửi đến tất cả chị và thân yêu của em An một mẫu Kia Cerato bản full option, một mẫu xe phân khúc C option Myanmar 2018, máy 1.6, một chủ mua mới từ đầu, chạy chuẩn 28.000 km. Và chiếc xe này thì hiện tại siêu thị ô tô Bình Dương đang liên kết với mức giá là 505 triệu còn thương lượng. Và chị quan tâm về mẫu xe này, alo em An, hoặc có thể chốt cọc từ xa, em An sẽ hỗ trợ giao xe tại nhà cho chị mùa dịch này. Cảm ơn chị rất là nhiều và hẹn gặp lại anh chị ở những mẫu xe tiếp theo. Bye.